Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hallelujah! Cảm ơn Chúa, một buổi sáng tốt lành, chúng ta được đến với nhau để chúng ta cùng thờ phượng Chúa và được nghe lời của Ngài. Thưa quý mài, chị em, chúng ta có một Chúa Trời là đấng vĩ đại, Ngài đang sống ở trong mỗi người chúng ta. Và Ngài là đấng yêu thương chúng ta, Ngài không bao giờ rời xa chúng ta. Cho đến khi tận thế thì Ngài vẫn luôn ở cùng với chúng ta. Và điều đặc biệt mà chúng ta có từ nơi Đức Chúa Trời đó là Ngài không bao giờ quên chúng ta cả. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề đó là Đức Chúa Trời là đấng không hề quên bạn. Có lẽ không một ai trong số chúng ta muốn mình bị người khác phớt lờ hay là bị quên lãng. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu mà trang Facebook của mình có hơn 5.000 người kết bạn nhưng mà hầu như chẳng có một người nào trong số đó họ bấm like hoặc là ủng hộ hoặc là bình luận và chẳng ai buồn hỏi thăm bạn một câu nào trong suốt hơn 5 năm qua. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu mà trong hơn 5 năm qua mà chẳng có một người nào nhớ đến ngày sinh nhật của bạn và không ai chủ động để nói lời chúc mừng sinh nhật Happy Birthday đến với bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu mà trong cuộc họp của công ty ai cũng được lần lượt phát biểu ý kiến và được sếp lắng nghe, nhưng mà về phần ý kiến của mình thì sếp không hề lắng nghe và mọi người khác cũng chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của bạn. Có lẽ chúng ta nếu rơi vào trong những trường hợp như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn, đúng không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta ở trong sách Ê-sai đoạn 49 câu 14 cho đến câu 16 như thế này. Tôi xin được phép đọc lời của Chúa. Si-ôn từng nói rằng Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Thưa quý mài, xem có những cái giây phút, có những cái khoảnh khắc ở cuộc đời của chúng ta mà chúng ta cảm nhận như là sự hiện diện của Chúa rất là xa với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu hỏi Chúa nhưng mà Chúa dường như im lặng và Ngài không trả lời. Chúng ta có cảm giác như rằng là Chúa, Ngài đã lìa bỏ mình rồi, Chúa đã quên mình rồi. Người này người kia được phước ở trong hội thánh nhưng mà mình không được phước. Hoặc là chưa có được giống như là những người xung quanh chúng ta. Thưa quý mài cho em, là người theo Chúa, đôi khi chúng ta cũng sẽ phải trải qua những cái khoảnh khắc như vậy. Và sẽ rất là khủng khiếp nếu trong những cái lúc đó chúng ta không được lời của Chúa nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa nói với chúng ta rằng là Chúa biết được cái nỗi lòng của chúng ta, Chúa biết được cái cảm giác đó. Và Chúa Ngài cũng biết rằng là chúng ta đã từng nói trong lòng của chúng ta rằng là Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ tôi rồi, Chúa đã quên tôi rồi. Nhưng mà Chúa lại trả lời với cái điều đó ở trong chúng ta như thế này: đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên người. Chúa nói với chúng ta rất là rõ ràng, đó là Ngài luôn luôn nhớ đến chúng ta, nhớ đến chúng ta còn hơn là một người phụ nữ luôn nhớ cho con mình cho bú. Và chúng ta thấy rằng là một người phụ nữ vừa mới sinh con thì cái cấu tạo tự nhiên mà Chúa dựng nên trong cơ thể của người phụ nữ đó là người phụ nữ đó ở trong bầu sữa của mình luôn có sữa để cung cấp cho con của mình. Và chúng ta ai đã từng làm mẹ chúng ta sẽ biết rằng là cứ đến đúng giờ thì cái bầu sữa nó lại ra sữa, và nếu mà con của mình mà nó không có bú thì cái bầu sữa nó sẽ cương lên và nó sẽ rất là đau, nó sẽ rất là nhức. Cho đến khi con của mình nó bú xong thì cái bầu sữa nó sẽ vơi đi và chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên là không bao giờ có cái chuyện là người phụ nữ mà lại quên cho con mình cho bú. Và Chúa nói rằng là giả sử nếu trong cái trường hợp là hy hữu như vậy đó, mà người phụ nữ mà quên con mình cho bú như vậy, không thương đến con trai ruột mình, thì ta cũng chẳng bao giờ quên con. Quý mài cho em, Chúa của chúng ta Ngài rất là tuyệt vời, không bao giờ quên chúng ta cả. Và thậm chí là Chúa Ngài nói rằng là Ngài đã chạm chúng ta trong lòng bàn tay của Ngài, các tường thành của chúng ta thường ở trước mặt ta luôn. Hội thánh của Chúa tại đây luôn ở trước mặt Đức Chúa Trời và luôn được ở trong sự thông viếng của Chúa.
Bởi vì Chúa luôn nhớ đến chúng ta. Amen. Dù là chúng ta ở miền quê, ở nơi xa xôi hẻo lánh so với thành thị, nhưng mà chúng ta có một sự an ủi rất lớn, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài ở đây cùng với chúng ta. Chúa nói rằng là nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Quý mài cho em có tin rằng là Chúa buổi sáng nay Ngài hiện diện ở đây không? Cảm ơn Chúa, hồi nãy tôi nghe được lời làm chứng của cô Xuân rất là được khích lệ, đó là cô cảm nhận được tình yêu của Chúa và sự thâm viếng của Ngài ở trong lúc mà chúng ta thờ phượng Ngài. Chúa Ngài yêu thương tội nhân và Ngài mong muốn rằng mọi người chưa biết đến Ngài được quay trở lại với Chúa. Và chỉ có sự hành động của Chúa, Ngài thâm viếng tấm lòng chúng ta và chúng ta mới cảm nhận được như vậy. Và trong những ngày qua tôi cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài thâm viếng và Ngài phục hưng ngọn thánh của Chúa tại đây, để sẽ có nhiều người được tín nhận Chúa Jesus và trở lại để thờ phượng Chúa. Tôi nghe lời làm chứng của những anh chị em chúng ta về công việc của Chúa tại đây cách đây khoảng hơn 10 năm về trước. Lúc ngọn thánh của Chúa vừa mới được thành lập thì Chúa Ngài đã khiến cho có một cái làn sóng phục hưng của Chúa về quyền năng chữa lành của Chúa rất là tuyệt vời ở tại khu vực cầu xe Cảng Bàng Tây Ninh này. Đến nỗi mà có rất là nhiều người đã tìm đến với Chúa và họ đến đây thờ phượng Chúa rất là đông. Và theo như lời của chủ nhà thì mọi người họ đến thờ phượng Chúa và họ ngồi tràn ra ngoài sân luôn quý vị. Tức là hơn cả cái trăm người họ đến đây họ tìm kiếm Chúa và thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Và cảm ơn Chúa rằng là đó là những cái giờ phút rất là vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi ước ao rằng hội thánh của Chúa tại đây cũng sẽ được Chúa Ngài thâm viếng và Chúa Ngài phục hưng, để phục hồi lại cái bầu không khí thuộc linh ban đầu đó ở trong hội thánh của Chúa. Để sẽ có nhiều người họ sẽ được kéo đến với Chúa, họ sẽ tìm kiếm Chúa là Đức Chúa Trời cứu rỗi linh hồn của họ và chữa lành cho một cái tập của thân thể họ. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài không bao giờ quên hội thánh của chúng ta đâu quý mài chèo. Buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về sự thành tín của Chúa và sự nhớ là lời ước của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta có thể nhắc cho Chúa nhớ về những lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta. Lời của Chúa có thể cho chúng ta, mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là dù có người có thể quên lãng chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta, Ngài biết rõ tên của chúng ta và Ngài luôn quan tâm đến chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 43 câu số 1 chép rằng: Bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Thưa quý mạng xem, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng là Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta, Ngài đã tạo thành chúng ta, và Chúa để khích lệ chúng ta rằng là đừng có sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta lấy tên ngươi gọi ngươi. Chúa Ngài lấy tên chúng ta gọi chúng ta quý mạng xem. Có những khi tôi gặp những tín đồ đã rất lâu rồi tôi không gặp lại họ. Tôi có thể gặp họ một vài lần, và khi gặp họ lại thì họ hỏi tôi rằng: Mục sư nhớ không? Dạ tôi thấy mặt quen lắm mà không nhớ được tên của quý vị. Và họ nói rằng là em là người đó nè, cách đây mấy năm về trước mình gặp nhau thôi. Tôi nói rằng là dạ tôi nhớ, rất là nhớ khuôn mặt đó nhưng mà không nhớ được cái tên của quý vị. Bởi vì trong hội thánh tôi gặp rất là nhiều người mỗi tuần lễ. Và qua đó tôi thấy rằng là trí nhớ con người của chúng ta rất là hữu hạn quý mài chèm. Chúng ta chỉ có thể nhớ được trong một cái khoảng nào đó cho phép thôi, chứ chúng ta không thể nhớ được tất cả những cái tên của những người thân yêu xung quanh của chúng ta được hết, nhất là những người bạn xa của chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng là Chúa Ngài lấy tên chúng ta gọi chúng ta. Và thế giới này hiện nay có gần 8 tỷ người trên hành tinh này. Và Đức Chúa Trời Ngài nhớ tên của từng người hết thảy ở trên hành tinh này. Và có những người họ đã đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa, và họ đã đau phục đời sống của họ ở trong ơn của Chúa. Và Chúa Ngài lấy tên của họ để gọi họ. Tên của quý mài chèm, Đức Chúa Trời Ngài không quên đâu quý mài chèm. Trong Ê-xi đoạn thứ 8 câu 3 cho đến câu thứ 5. Lọc mở cái mic cho nó nhỏ một chút em, tại nó hơi lớn. Ê-xi đoạn 8 câu 3 cho câu 5 chép rằng: Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó, Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,
đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là dẫu rằng là Chúa ngài cao cả như vậy, Chúa đã dựng nên bầu trời và các ngôi sao, mặt trời mặt trăng Chúa dựng nên như vậy, nhưng mà Chúa vẫn đoái đến loài người chúng ta. Dẫu loài người chúng ta rất là nhỏ bé như là một hạt cát ở trong vũ trụ bao la này, nhưng mà Chúa ngài vẫn thăm viếng con người chúng ta. Đến nỗi mà David đã nói rằng là loài người là gì mà Chúa nhớ đến như vậy. Tôi có xem một cái clip ở trên YouTube, người ta đã dùng những cái hệ thống kính viễn vọng để mà xem cái con người chúng ta trên đất này như thế nào. Họ thu nhỏ từ một người ở trên cao ở đây, họ cứ kéo dần ra xa khỏi bầu trời, rồi xong rồi ra xa khỏi thái dương hệ, thấy rằng trái đất từ nhỏ đi như hạt cát vậy đó. Và thái dương hệ của chúng ta có tới hàng tỷ ngôi sao, và trong cái vũ trụ này có hàng tỷ thái dương hệ như vậy. Và con người của chúng ta nếu mà tính theo tỷ lệ của vũ trụ thì chúng ta chỉ giống như là một cái tế bào không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng mà phải nhìn qua kính hiển vi. Và vũ trụ này rất là bao la như vậy, nhưng mà Chúa ngài vẫn đoái xem chúng ta quý mà cha. Chúa làm người kém đứng trời một chút, độ cho người sự vinh hiển và sang trọng. Dẫu là con người chúng ta nhỏ bé như vậy, nhưng mà Chúa vẫn cho chúng ta mang lấy hình hài và dáng dấp của Đức Chúa Trời ở trong tâm linh của chúng ta. Chúa dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của ngài, và đó chính là cái chỗ giá trị nhất cho con người của chúng ta. Con người của chúng ta có người trắng, người đen, có người da vàng, có người da màu, nhưng mà tất cả chúng ta dù là người da gì đi chăng nữa, chúng ta sống ở đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn là loài được dựng nên theo ảnh của Chúa, và Chúa không bao giờ quên chúng ta quý mà cha. Ở trong Thi Thiên là thứ 115, lời của Chúa chép từ câu 9 cho đến câu số 13 như thế này: Hỡi Israel, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va, ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, ngài sẽ ban phước cho nhà Israel, cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn. Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước ngài cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên trời đất đã ban phước cho các ngươi. Thưa quý mài chèm, ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Mọi người ơi, hãy nhờ cậy Chúa, bởi vì ngài là sự tiếp trợ bởi khiên của họ. Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi, ngài sẽ ban phước. Thưa quý mài chèm, khi Đức Chúa Trời ngài nhớ đến chúng ta, ngài sẽ ban phước chúng ta. Không phải là Đức Chúa Trời ngài lãng trí hoặc là ngài quên đâu quý mài chèm, nhưng mà trong chương trình của Đức Chúa Trời sẽ có những cái thời điểm, sẽ có những cái khoảnh khắc mà Đức Chúa Trời ngài sẽ đoái xem chúng ta. Chúng ta sẽ xem thấy ở trong Kinh Thánh có những con người đặc biệt mà Đức Chúa Trời ngài đã nhớ đến họ trong cái lúc mà họ đang kém may mắn hơn người khác, trong cái lúc mà họ cảm thấy họ thua thiệt và họ bị bất lợi hơn so với người khác. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài đã đoái xem, Chúa đã nhớ lại họ và Chúa ban phước cho họ. Nhân vật đầu tiên mà chúng ta nói đến ở đây đó là Rachel. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 30 từ câu 22 cho đến 24. Sáng Thế Ký đoạn 30 câu 22 cho đến 24, lời của Chúa chép rằng: Đức Chúa Trời nhớ lại Rachel, bèn nhậm lời và cho nàng sanh sản. Nàng thọ thai, sanh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph, lại nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Đáng khi mà Gia-cốp ông ở với lại Lê-a, ở với con đòi của Lê-a và ở với con đòi của Rachel, thì có kết quả, đó là những đứa con được sinh ra đời. Nhưng mà đối với Rachel thì bà dường như là son sẻ, và trong một thời gian dài bà không có một đứa con nào hết. Những người khác vì cớ có con với Gia-cốp cho nên là họ coi thường, và Rachel cảm thấy mặc cảm. Và thế là khi mà Rachel bị khinh bỉ như vậy thì Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời ngài nhớ lại Rachel. Tuyệt vời không quý mài cho em. Đang khi mà Rachel không được phước, bởi vì đối với là cái người trong thời bấy giờ, nếu mà không có con bị son sẻ vô sinh thì đó là một cái sự rủa xả và đầy sỉ nhục.
Và đang khi mà Ra-trên cảm thấy là mình bị rủa xả, bị sỉ nhục như vậy, thì Đức Chúa Trời đã nhớ lại Ra-trên. Và Chúa đã nhậm lời và cho nàng sẵn sàng. Và Joseph đã được ra đời ở trong cái hoàn cảnh đó là Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-trên. Và sau đó Joseph trở thành một người đem lại phước hạnh cho cả dân tộc của mình và cũng như cho tất cả mọi dân tộc ở trên thế giới này. Thưa quý mài chị em, có những khi chúng ta cảm thấy mình bị thua thiệt, mình bị thiệt thòi so với lại những người khác. Ủa, người này người kia, người ta tin Chúa, thậm chí là tin Chúa sau mình nữa, nhưng mà người đó lại được phước trước mình. Mình thì theo Chúa, phục vụ Chúa, gian khổ, khổ sở, thiếu lên thiếu xuống, nhưng mà cái người kia mới tin Chúa có vài ba năm thôi, cầu nguyện gì Chúa cho cái đó. Có nhà, có cửa, có xe hơi, rồi có công ăn việc làm, thuận lợi, phát triển. Đừng nói với tôi rằng anh chị em chúng ta cảm thấy vui bởi vì cớ những người đó họ được phước như vậy. Dĩ nhiên chúng ta vẫn vui với họ, nhưng mà cũng có đôi khi một thoáng buồn nào đó trong lòng của chúng ta. Nhất là người đó lại là cái người bạn thân của chúng ta, hoặc là cái người cùng làm việc chung công ty, hoặc là làm chung một cái lĩnh vực nào đó với chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy là Ra-trên ở cùng nhà với Lê-a và cũng như ở cùng nhà với lại những con đòi của Lê-a và Ra-trên nữa. Nhưng mà trong khi đó mình thì không có con. Nhưng mà anh chị em ơi, hãy đọc cái câu thánh này và suy gẫm. Đức Chúa Trời ngài nhớ lại Ra-trên. Cái điều cốt lõi của vấn đề đây đó là Đức Chúa Trời ngài chính là đấng không hề quên Ra-trên. Bởi vì Ra-trên là vợ của Gia-cốp. Và khi mà hai vợ chồng là một thịt như vậy, thì Đức Chúa Trời ngài vẫn luôn có một cái chương trình và phước hạnh dành cho Ra-trên trong thời điểm của Chúa. Có những thời điểm Chúa cho phép cái điều đó nó xảy ra, tức là những cái điều bất lợi, có những cái sự xấu hổ nó xảy đến với đời sống của chúng ta, nhằm để xem rằng là lòng của chúng ta như thế nào với Chúa. Chúng ta có trung tín theo Chúa hay không, hay là chúng ta cảm thấy nản lòng và chúng ta thối lui. Ở đây chúng ta thấy rằng là Ra-trên vẫn là vợ của Gia-cốp. Bà vẫn ở trong nhà đó, bà vẫn tiếp tục là một người vợ hiền ở trong gia đình của Gia-cốp. Nhưng mà đến một thời điểm thì Chúa ngài đã nhìn thấy tấm lòng của Ra-trên và bà đã được Chúa ban phước cho. Người thứ hai chúng ta nói đến ở đây đó là David. Khi mà một ngày đẹp trời nọ, Đức Chúa Trời ngài sai tiên tri của ngài là Samuel đến tại nhà của cha David để mà xức dầu cho David. Thì David lại không được mời đến ở trong một cái buổi gặp quan trọng như vậy. Chúng ta xem ở trong sách Samuel thứ 2 đoạn 16 câu thứ 6 cho đến câu 13. Samuel nhất đoạn 16 câu 6 cho đến câu 13. Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab bèn thầm rằng: quả hẳn kẻ chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va đương ở trước mặt ngài. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, vì ta đã bảo nó: Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Isai bèn gọi Abinadab và biểu người đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng chẳng chọn người này. Isai biểu Sama đi ngang qua, nhưng Samuel nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người này nữa. Isai biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel như vậy. Thì Samuel nói cùng Isai rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó. Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng: hết thảy con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng: hãy con đứa út, nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói: hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến. Vậy Isai sai gọi người, mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Đức Giê-hô-va phán cùng Samuel rằng: ấy là nó, hãy đứng dậy xức dầu cho nó. Samuel lấy sừng dầu xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, thân của Đức Giê-hô-va cảm động David. Samuel đứng dậy đi về Rama. Thưa quý bà chị em, cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời ngài đã chọn David để làm vua Israel sau này. Và Chúa ngài sai tiên tri Samuel đến tại nhà của Isai, tức là cha của David, để mà xức dầu cho David. Và David là nhân vật chính ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà đáng buồn thay, David lại bị sai đi chăn chiên, bởi vì ông là con út ở trong gia đình. Và mọi người trong gia đình của ông thì xem ông như là một nhân vật phụ, một nhân vật không quan trọng. Cho nên không ai báo cho David về cái việc này. Và thậm chí là họ cũng không mời David về nhà nữa.
Họ nghĩ rằng là tiên tri của Chúa, một người cao trọng của Chúa như vậy chỉ đến thăm gia đình và những người quan trọng mà thôi, chứ còn cái thằng đó, thằng Úc, nó phải làm cái việc vặt khác. Và khi mà đến giờ xuất dầu, từng người đi qua, anh cả đi qua trước, Sama đi ngang qua, Abiadab là anh đầu tiên. Chúng ta thấy được có những cái tên của người anh của David ở đây. Thứ nhất đó là Eliab, là anh cả. Khi mà đi ngang qua thì Eliab rất là cao to. Và Samuel nhìn cái dáng của người này và nói rằng là đúng rồi, đây là cái người được sức dầu của Chúa đây nè. Cao to, lực lưỡng, dũng tướng đây. Nhưng mà Chúa ngài nói ngay đó là chớ xem về bộ dạng và hình dốc cao lớn của nó, bởi vì ta đã bỏ nó rồi. Đức Giê-hô-va chẳng nhìn xem cái điều gì loài người nhìn xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Nó to con lực lưỡng đó, nhưng mà lòng của nó không có. Ta đã bỏ nó rồi. Sau đó tới lượt Abinadab đi qua, nhưng mà Chúa cũng không chọn người này. Sau đó Sama và hơi thảy những người khác. Nhưng mà Chúa không chọn bất cứ một người nào to con lực lưỡng ở trong vòng các con trai của Isai lúc đó. Và thế là Samuel hỏi rằng là bây giờ ngươi còn đứa nào không? Samuel nói rằng là tôi nhớ rồi, còn có thằng Út ở ngoài kia. Có thể là thằng Út nó nhỏ con, nó nhìn nó không có ra dáng của một cái người chiến sĩ, hoặc là một cái người trưởng thành, một cái người đàn ông đích thực. Và chưa thấy rằng là thật sự David đó, cái dáng của David như thế nào quý vị? Mặt người hồng hồng, con mắt xinh lịch và hình dung tốt đẹp. Chưa thấy rằng là David nhìn giống con gái đúng không ạ? Có thể là nhỏ con nữa, da thì trắng, má thì hồng, và con mắt thì nhìn nó giống như là một cô gái. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng là hãy sức dầu, ấy là nó đó. Và Chúa ngài đã ban ơn cho David. Từ khi mà được sức dầu thì thân của Đức Giê-hô-va cảm động David. Nếu quý vị là David, quý vị sẽ cảm thấy thế nào khi mà cả gia đình có một cái đại tiệc như vậy, cả gia đình tiếp đón một người đầy ơn của Chúa, mà chúng ta biết là tiên tri Samuel trong thời của ông á, ông nổi tiếng giống như là chủ tịch nước vậy đó. Bởi vì cả Israel đều tôn trọng ông giống như tôn trọng Đức Chúa Trời vậy đó. Một con người đặc biệt và vĩ đại như vậy vào trong nhà của mình, tất cả đáng lý ra mọi người quan trọng cho gia đình đều phải được triệu tập về, nhưng mà riêng David thì không được triệu tập đến. Quý vị sẽ cảm thấy thế nào khi mà cả thế giới quên lãng chúng ta? Buồn lắm đúng không ạ? Nếu ở trong xác thịt này, chúng ta đừng có nói rằng là tôi không buồn ai đó. Quý vị đừng có thiêng liêng như vậy. Chúng ta cứ nói thật với xác thịt của mình đi. Có những khi chúng ta cảm thấy buồn chứ. Thậm chí có những người á, người ta nói rằng là tôi mà ăn cơm mà con của tôi mà nó không mời tôi ăn cơm thôi là tôi cũng buồn, chứ đừng nói chi là không mời tôi đi dự tiệc đám cưới hay là đám hỏi hay đám này đám kia. Trong cái mùa tháng 7 này là mùa cưới, từ 2 tháng trước là chúng tôi đi đám cưới rất là nhiều. Nhiều khi lúc đầu nhận thiệp cưới còn mừng lắm, nhưng mà về sau tính 5-7 cái đám cưới rồi là bắt đầu thấy lo rồi. Bởi vì cứ mỗi một đám cưới như vậy mình phải bỏ thứ. Mà mục sư mà hầu vì Chúa tình nguyện không lương như tôi mà chỉ cần mà dự 10 cái đám cưới thôi là thấy là không ổn rồi đúng không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là khi mà mình đi mình gieo như vậy thì Chúa ngài lại ban phước cho mình nhiều hơn. Thưa quý mài chị em, chúng ta thấy rằng là David ở đây ông lại có một cái điều rất là đặc biệt. Đó là ông không buồn, không giận gia đình của mình. Ông cũng không gầm nét mặt của ông nữa, quý mài chị em. Nhưng mà ông đã có sự khiêm nhường đủ để mà Chúa ngay từ đó có thể nhấc ông lên. Và David đã làm một cái bài thi thiên ở trong thi thiên thứ 74 câu 19 như thế này. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Ông đã cầu nguyện với Chúa, ông đã nói rằng là tôi là bồ câu đất của Chúa. Ông không nói ông là đại bàng,
Nhưng mà ông nói ông là bồ câu đất. Và xin Chúa ngài cũng đừng có quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Có những giây phút David đã cảm nhận cái sự khốn cùng, cảm nhận cái sự cô đơn của mình, bởi vì cớ người ta không quan tâm đến mình. Nhưng mà ông trong những lúc đó thì ông đã cầu nguyện với Chúa. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 15 chép rằng: xưa kia ngươi đã bị bỏ, bị ghét đến nỗi không ai đi qua giữa ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nên cao trọng đời đời, nên sự vui mừng của nhiều đời. Có những giây phút mà chúng ta thấy rằng là mình bị bỏ, bị ghét đến nỗi mà người ta không ai đi qua chúng ta nữa. Và điều này đã xảy ra rất là nhiều quý mà cha. Tôi nghe mục sư kia ông nói rằng là: tôi thề tôi không bao giờ tôi bước chân vào trong hội thánh của mục sư đó. Vì lý do gì đó xung đột và khác biệt về tư tưởng và về quan điểm. Và cái ông đó ông nói rằng là: tôi thề luôn, tôi còn sống tôi không bao giờ tôi đặt chân vào trong cái hội thánh của các mục sư đó. Tôi nghe xong tôi cảm thấy rất là đau lòng. Vì cớ công việc của Đức Chúa Trời bị chia rẽ và tan nát như vậy. Và Chúa cho phép điều đó xảy ra thưa quý mà chị em. Để cho cái người ở trong cuộc á, họ sẽ thấy rằng là dẫu rằng người ta ghét bỏ mình như vậy, người ta không muốn đi vào trong hội thánh của mình nữa, nhưng mà Chúa ngài sẽ từ đó ngài sẽ nhấc chúng ta lên và làm chúng ta trở nên cao trọng đời đời và trở nên sự vui mừng của nhiều đời, tức là nhiều thế hệ. Và tôi tin rằng ai bị bỏ, bị ghét vì cớ danh Chúa, vì cớ lẽ thật của Chúa, thì người đó sẽ được phước nhiều hơn gấp triệu lần sau này quý mài cha. Và cái trách nhiệm của chúng ta là người bị bỏ, bị ghét, chúng ta đừng có thù ghét người ta, đừng lấy ác trả ác quý mài cha, nhưng mà hãy lấy gì ạ? Hãy lấy điều thiện thắng điều ác, hãy tha thứ, hãy chúc phước, hãy yêu thương họ giống như Đức Chúa Trời đã từng tha thứ chúng ta vậy. Thi Thiên đoạn 56 câu 8, lời của David đã nói rằng là: Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi, xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Cảm ơn Chúa, nước mắt của chúng ta trong những lúc mà chúng ta cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi, một mình, không ai quan tâm, không ai nhớ đến chúng ta là ai hết, thì lúc đó Chúa ngài sẽ đựng nước mắt của chúng ta ở trong ve của Chúa. Ve tức là một cái chai dầu nhỏ để mà đựng những cái dầu quý giá đó quý bà cha. Và cái ve đó Chúa ngài hứng từng giọt nước mắt của chúng ta trong khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Và thậm chí là nước mắt của chúng ta cũng được ghi vào sổ của Chúa đó quý vị. Ai đã từng cầu nguyện mà đổ nước mắt nhiều với Chúa trước đây? Và đôi khi mình cảm thấy rằng là những cái điều mà chúng ta cầu xin với Chúa nó dường như rất là xa vời. Chúng ta chỉ cầu nguyện để cho lòng của mình được bình an và vơi đi, hoặc là được thêm sức mạnh trong những lúc như vậy. Nhưng mà anh chị em có biết không, thiên đàng lúc đó đang dõi theo từng lời cầu nguyện của chúng ta. Thiên đàng đang trân quý từng giọt nước mắt của chúng ta quý bà chị em. Cảm ơn Chúa. Trong đời của tôi đã từng trải qua những giây phút mà chỉ có mình với Chúa. Và tôi đã cầu nguyện với Chúa. Có những khi không còn gì để mà trông cậy vào trong cái sự phước hạnh mà Chúa hứa với mình ở trong lời của Chúa. Nhưng mà tôi vẫn cứ bước đi, dù rằng không còn có lẽ cậy trông. Ăn xong hôm nay, qua ngày mai không biết ăn cái gì. Chứ đừng nói chi là năm sau hoặc là năm sau nữa sẽ như thế nào. Nhưng mà có một điều mà tôi đã được đội ơn thương xót của Chúa, đó là lời của Chúa chính là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối của tôi. Trong những lúc mà tối tăm tuyệt vọng như vậy, không còn cái đường nào để mà có thể sống được, nhưng mà Chúa đã mở đường qua những ánh sáng le lói ở trong cái ngọn đèn từ nơi chân của mình. Chính là lời của Đức Chúa Trời đã soi dẫn tôi và bước đến trong những ngày như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay tôi vẫn cứ tiếp tục bước đi ở trong sự tin cậy Chúa, bởi vì tôi biết rằng Đức Chúa Trời ngài không bao giờ quên tôi và không bao giờ quên nhu cầu của tôi. Có anh chị em nào chúng ta trong một tháng qua chúng ta trông đợi Chúa mà chúng ta vẫn chưa thấy sự tiếp trợ của Chúa trong tài chánh của mình chăng? Có anh chị em nào chúng ta cảm thấy cái năng đề của mình đã cầu nguyện nhiều tháng rồi mà vẫn chưa được giải quyết?
Chú ơi, chú quên con rồi, chú nhớ người này mà chú không nhớ người con. Anh chị em ơi, chú không quên đâu anh chị em. Nhưng mà Chúa ngài muốn đựng nước mắt của chúng ta trong ve của Chúa. Chừng nào cái ve nó đầy á, thì lúc đó phép lạ của Chúa sẽ xảy ra. Amen. Chừng nào cái ve nó đầy rồi đó, thì ơn phước của Chúa sẽ tràn đầy ở trên đời sống của chúng ta. Và nhân vật thứ ba đó là Nehemi. Ông đã nói thế này: Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Nehemi đoạn 13 câu 14. Nehemi là một người được Chúa kêu gọi để trở lại Jerusalem để mà xây lại bức tường thành và xây lại đền thờ tại Jerusalem. Và ông đã thấy rằng là cái việc đó là một việc rất là khó. Khó là bởi vì cớ ông đang làm việc cho vua. Và bây giờ nếu mà về lại Jerusalem để mà làm việc như vậy thì không biết rằng là điều đó vua có đẹp lòng hay không. Và thậm chí là không biết là có ai đi theo mình để phụ giúp cái công việc đó hay không. Bởi vì mình ông thì không thể nào làm nổi được cái công việc lớn như vậy. Và ông đã bởi tin, ông cầu xin Chúa và Chúa mở đường cho ông. Và ông đã làm được trọn như vậy. Và rất là gian khổ quý bà chị em. Đó là một cái sự hy sinh rất lớn của Nehemi. Và ông đã cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, vì cớ cái điều này nè, xin hãy nhớ đến con và chớ bôi xóa các việc lành mà con đã làm vì cớ đền của Chúa. Có những khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta lăn xả, chúng ta hy sinh, rồi chúng ta trả giá rất là nhiều quý bà chị em. Thậm chí là gia đình của chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng thấy rằng là họ cũng rất là mệt mỏi và mất hy vọng nơi cái tương lai. Và có thể là Nehemi cũng đã trả giá như vậy. Nhưng mà ông đã nhận biết được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của ông. Và ông nói rằng là: Chúa ơi, xin hãy nhớ đến con và nhớ những cái việc làm này. Và cảm ơn Chúa, sau đó Nehemi đã đi vào trong lịch sử của Israel. Bởi vì ông là cái người đã khởi xướng cái việc trở về quê hương Jerusalem của những người đã từng bị phu tù ở ngoại quốc. Và cảm ơn Chúa, Nehemi đã trở thành một trong những cái sách rất là tuyệt vời ở trong Cựu Ước để nói về sự phục quốc của Israel. Quý mà chị em ơi, có những cái việc lành mà chúng ta thấy rằng là mình thật sự rất là mệt mỏi khi mà làm. Nhưng mà anh chị em ơi, hãy nhớ một điều này. Tức là những cái điều mà chúng ta làm vì cớ danh của Chúa, vì cớ sự kêu gọi của Chúa, vì cớ vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Ngài, thì Chúa Ngài không bao giờ quên cái công khó của chúng ta đâu quý mà chị em. Có những khi chúng ta phải bỏ tiền túi để chúng ta đi phục vụ Chúa. Có những khi chúng ta phải bị tiêu hao trong sức khỏe của chúng ta vì cớ chúng ta phải lăn xả trong mọi công việc nhà Chúa. Thậm chí là vì cớ danh của Chúa chúng ta cũng bị người này người kia sỉ nhục, rồi nói vu, rồi họ nói xấu chúng ta đủ điều. Họ cố tình để làm chúng ta bị mất danh dự. Nhưng quý mà chị em ơi, đừng vì cái đó mà chúng ta nản lòng, nhưng mà hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con đã làm điều này, xin hãy nhớ đến con. Xin đừng bôi xóa cái việc tốt lành mà con làm vì cớ đền của Chúa. Và anh chị em sẽ trở thành những con người đi vào trong lịch sử của vương quốc của trời, bởi vì cớ anh chị em đã dạn dĩ, dấn thân và trả giá vì cớ danh của Chúa. Và nhân vật tiếp theo đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu ngài cũng đã luôn nhớ đến những con người nghèo thiếu, những con người bệnh tật, những con người đã từng bị xã hội lãng quên và ruồng bỏ. Chúa Giê-xu đã nhớ đến những con người phung, những con người hư mất, những con người phải ngồi ở ngoài đường để mà xin ăn, bị mù loà và bị ghẻ lạnh. Chúa đã nhớ đến những con người thu thuế, hèn mọn, những con người tội lỗi, những con người chăn chiên. Chúa cũng đã nhớ đến một quá phụ chỉ có một đứa con trai duy nhất mà đứa con trai đó đã tắt hơi. Chúa cũng đã nhớ đến người đàn bà Samari chỉ một mình đến giếng nước trong khu vực ở làng Samari đó. Ngay giữa lúc mà trời nắng trưa mà gắt như vậy thì Chúa đã đến tại cái giếng nước đó để gặp cái người đàn bà Samari đó. Và tại trên thập tự giá, trong cái lúc mà Chúa Giê-xu ngài sắp sửa chút hơi thở cuối cùng, thì Chúa ngài cũng đã nhớ đến một tên cướp ở bên cạnh ngài. Và một tên trộm cướp bị ông đinh cùng mắt nhiếc ngài rằng: ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình, ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia chắc nói rằng: ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình.
vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Thưa quý bà chị em, cái tên cướp này đã nhận biết rằng là những cái gì mà ông ấy đang chịu đó xứng với cái điều mà họ đang làm. Nhưng mà riêng về phần Chúa Giê-xu nè, Chúa Giê-xu là đấng công chính nè, Ngài không có phải làm gian ác gì cả mà bị đóng đinh như vậy. Và người này đã dâng đời sống của mình cho Chúa bằng cái câu nói đó là: hỡi Giê-xu, khi Ngài đến ở trong nước của mình rồi, tức là ở trong nước thiên đàng đó, xin hãy nhớ đến tôi. Và quý mài cho em ơi, Chúa Giê-xu Ngài đã trả lời rất là tuyệt vời, đó là: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Nếu anh chị em chúng ta chưa bước vào trong nước với Chúa Giê-xu bằng việc tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống của mình, thì anh chị em ơi, buổi sáng nay chúng ta hãy bằng lòng mở lòng mình ra để tiếp nhận Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta, để Chúa Ngài có thể nhớ đến chúng ta khi mà Ngài vào trong nước của Ngài. Trong cái lúc cuối cùng của anh chị em thì linh hồn của anh chị em là cái điều quan trọng nhất. Không phải là vàng bạc, vật chất, tiền của, nhưng mà linh hồn của anh chị em có giá trị còn lớn hơn tất cả những cái vật chất và tiền bạc ở trên thế gian này. Chúa Giê-xu nói rằng là nếu mà một người được cả thế gian này nhưng mà mất linh hồn của mình thì sẽ được cái điều gì? Được ích gì? Và người đó sẽ lấy cái điều gì trong thế gian này để đổi linh hồn của mình lại? Quý ông bà chị em ơi, linh hồn của chúng ta là vô giá. Không ai có thể mua được linh hồn của người chúng ta được. Thế gian này bị ma quỷ nó lừa dối đến nỗi mà người ta đã sẵn sàng bỏ tiền rất là nhiều để mà mua vàng mã, rồi mua cái này cái kia để mà cúng tế người chết, mong rằng là người chết sẽ được siêu thoát và sẽ được thoát ra khỏi cái sự trầm luân ở trong địa ngục. Nhưng quý bà chị em ơi, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng là nếu không tin nhận Chúa Jesus làm của Chúa đời sống của mình, thì con người của chúng ta không thể nào lấy bất cứ một cái điều gì trên thế gian này để có thể mua lại cái linh hồn đã bị hư mất đó quý bà chị em. Chỉ có đức tin nơi Chúa Jesus mới cứu chúng ta ra khỏi hồ lửa đời đời và sự chết đời đời mà thôi. Cho nên anh chị em ơi, nếu chúng ta là những người đang nghe lời Chúa online buổi sáng này, chúng ta muốn rằng linh hồn của mình được cứu rỗi, tội lỗi mình được tha thứ, thì hãy tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa đời sống của mình ngay trong ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay chính là thì thuận tiện, ngày hôm nay chính là ngày của sự cứu rỗi. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ không bao giờ quên chúng ta. Ngài không bao giờ quên chúng ta. Trong cái lúc mà cuối cùng cuộc đời của chúng ta, hãy nói với Chúa rằng là: Chúa, xin hãy nhớ đến con. Và Chúa Ngài sẽ nhớ đến chúng ta quý mà chị em. Chúa nói rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis. Hãy bước vào trong giao ước mới của Đức Chúa Trời mà chính Chúa Giê-xu đã đổ huyết ra để lập với con người của chúng ta, hầu để cứu rỗi nhân loại này ra khỏi tội lỗi và sự hư mất đời đời. Thi Thiên đoạn 111 câu 4 trên câu 5: Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và có lòng thương xót, ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn. Chúa nói rằng là Chúa là đấng có hay làm ơn và có lòng thương xót. Chúa ban vật thực cho kẻ kính sợ Chúa và nhớ lại sự giao ước mình. Chúa Ngài luôn luôn nhớ đến giao ước của Ngài đối với chúng ta quý bạn chị. Nếu chúng ta lập giao ước với Chúa, Chúa sẽ nhớ lại. Anh chị em có tin rằng là chúng ta tin Chúa thì con cháu sau này của chúng ta được phước không? Chúng ta xem nha, ở trong sách Xuất Ê Ký đoạn số 20. Xuất Ê Ký đoạn số 20 câu số 5 và câu số 6: Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu vì chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hỡi ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn của ta. Cảm ơn Chúa. Chúa ghét thì chỉ ghét 3-4 đời thôi, rồi xong, Chúa quên đi. Nhưng mà khi mà Chúa yêu rồi, Chúa đã đoán đến rồi, thì Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời. 1.000 đời, quý vị nghe, chứ không phải là 3-4 đời đâu. Thậm chí là còn xa hơn là đời cháu chắc chích của chúng ta nữa. Và tôi tin lời hứa của Chúa. Nếu anh chị em chúng ta ở trong giao ước của Chúa, yêu mến Chúa, gìn giữ các điều răn của Chúa, thì anh chị em ơi, không những anh chị em mà thôi, nhưng mà đời con, đời cháu và ngàn đời sau, con cháu ngàn đời sau của anh chị em, chúng nó sẽ được phước. Và rất là tuyệt vời khi chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng không hề quên chúng ta. Vậy thì trước lời của Chúa như vậy, chúng ta thấy rằng là chúng ta
thật là may mắn, thật là phước hạnh khi chúng ta có Đức Chúa Trời đoái đến chúng ta. Ngài không bao giờ quên chúng ta. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta cần phải làm như thế nào đối với lời hứa của Chúa cho đời sống của mình? Nếu bạn cảm thấy cô đơn và cần có sự đoái xem của Chúa trên đời sống của mình, hãy nhắc nhở Đức Chúa Trời về những lời hứa của Ngài đối với đời sống của chúng ta. Hãy nhắc nhở Chúa về những lời hứa của Ngài, thưa quý bà cha. Ê-sai đoạn 62 câu 6 chép rằng: Hỡi Jerusalem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi, cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Anh chị em ơi, nếu anh chị em cảm nhận Chúa Ngài dường như ở xa chúng ta và Ngài không có nhớ đến những lời hứa mà Chúa hứa với mình, anh chị em ơi đừng có im lặng, nhưng mà hãy nhắc nhở. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa đã hứa với con rằng Ngài là Jehovah-Jireh, là đấng tiếp trợ cho mọi nhu cầu của con. Chúa, bây giờ con đang thiếu tiền nhà, con đang thiếu tiền internet, con đang thiếu tiền này tiền kia để mà trả nợ. Chúa ơi, xin hãy nhớ đến nhu cầu của con. Amen. Hãy nhắc nhở Chúa quý bà chị em. Không phải là Chúa Ngài lãng trí, Chúa quên, nhưng mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta cần phải có một cái vai trò của mình. Đó là chúng ta hãy tìm kiếm Chúa trong những lúc khó khăn của mình, các bạn. Và khi anh chị em gõ cửa, cửa sẽ được mở ra quý mài cha. Xin hoài mà không được, hãy tìm. Nếu mà tìm hoài không được thì gõ cửa. Chắc chắn cửa sẽ mở ra quý mài cha. Thi Thiên đoạn 102 câu 17 chép rằng: Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Quý vị thấy không? Chúa Ngài không khinh dễ lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng đâu. Chúa không khinh dễ lời cầu nguyện của cái người đang thiếu tiền nhà đâu. Chúa không khinh dễ cái lời cầu nguyện của cái người mà đang nợ nần đâu. Chúa Ngài chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Tức là Chúa Ngài sẽ đoái xem và Chúa sẽ thương xót. Và tôi tin rằng là mọi nhu cầu trong chức vụ của tôi, từ đi ở trong nước cho đến đi ngoài nước, Chúa Ngài sẽ lo lắng từ A đến Z. Và có những lúc khi tôi bước đi bước tin và tôi cảm thấy rằng thật sự đúng là mình khốn cùng thiệt. Bên ngoài thì nhìn thấy rằng là ô mình được phước lắm, nhưng mà bên trong chỉ có mình mới biết được, mình hiểu được mà thôi quý mà chị. Và cảm ơn Chúa, Chúa là đấng tài trợ, tiếp trợ cho mọi nhu cầu của chúng ta. Amen. Chúa tiếp trợ cho tôi, Ngài cũng tiếp trợ cho anh chị em. Và Chúa Ngài không có con cưng quý mà chị. Không có một người nào trong nhà của Chúa mà Chúa quên người đó, hoặc là Chúa quên tên, hoặc là Chúa quên tiếp trợ cho người đó. Chỉ có khác nhau ở chỗ đó là thời điểm của chúng ta mỗi người khác nhau mà thôi. Thi Thiên đoạn 37 câu 28: Vì Đức Giê-hô-va chuộng sự công bình, không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài gìn giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Chúa nói rằng là Ngài không từ bỏ người thánh của Chúa. Anh chị em tin Chúa Giê-su Christ làm của Chúa đời sống của mình thì anh chị em là người thánh đồ của Chúa. Và Ngài không bao giờ từ bỏ anh chị em cả. Anh chị em đi đâu, Chúa sẽ theo gìn giữ đó. Thi Thiên đoạn 77 câu 6 cho đến câu 9. Đây là lời cầu nguyện của David: Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi, và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Quý bà chị em ơi, đây là những lời thắc mắc của David. Chúa há sẽ chẳng còn ban ơn nữa sao? Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Có những khi chúng ta cảm thấy mình giống như là bị bỏ quên rồi. Chúa ơi, con ở đây lâu quá rồi, sao con vẫn chưa thấy phước? Chẳng lẽ Chúa muốn từ bỏ con sao? Nhưng quý mài trẻ mời, đây chính là những cái nỗi lòng của David trong cái lúc mà cùng cực, trong những lúc mà bế tắc, trong những lúc khó khăn, ông đã bộc bạch với Chúa hết. Để chúng ta có thể học được từ cái tấm gương và cái sự tin cậy Chúa con trong những ngày này. Có những khi chúng ta cũng phải dốc đổ tấm lòng của mình ra với Chúa giống như vậy. Chúa ơi, Ngài há quên con được, Ngài từ bỏ con đến đời đời. Sự nhân từ của Chúa há sẽ dứt ở trên đời sống không mãi mãi ư? Lời hứa của Chúa há không còn thành đời đời. Và anh chị em ơi, khi anh chị em đối nại với Chúa như vậy, Chúa sẽ bày tỏ tình yêu và ân điển của Ngài, ân huệ của Ngài trên đời sống của anh chị em. Và Ngài sẽ không bao giờ quên anh chị em đâu. Từ bé cho đến năm nay là năm 39 tuổi, tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy có một người nào tin Chúa, theo Chúa, trung tín cho đến cuối cùng mà
gia đình hoặc là con cái người đó lại bị Chúa bỏ. Nhưng mà đa phần có những người họ theo Chúa, lúc ban đầu ở tay họ là tay trắng, không có gì hết. Nhưng mà đến cuối cùng, cho đến bây giờ tôi nhìn lại, tôi gặp lại những người đó, đa phần họ đều được phước và có ổn định. Chỗ ăn, chỗ ở, con cái cũng được đi học. Thậm chí có những người làm chứng là ô, con của tôi nó được đi học trường quốc tế, rồi nó đi học chỗ này chỗ kia, được phước vô cùng. Nhưng mà lúc ban đầu rất là gian nan và hoàn toàn không có gì hết. Điều đó chứng thực với chúng ta một điều rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài là đấng Ngài là đấng rất là tốt lành. Ngài không bao giờ quên chúng ta cả. Quên bài cha. Có người có thể quên, có người có thể hứa thật nhiều mà thất hứa không thật nhiều. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa thì Ngài sẽ làm thành. Quý mà cha. Amen. Chỉ có điều chúng ta là quên lời hứa của Chúa mà thôi. Chứ Chúa không bao giờ quên lời hứa của Ngài. Quý mà cha. Và Chúa muốn chúng ta sống ở trong đức tin nơi lời của Chúa. Và Chúa nói tiếp ở trong Ê-sai đoạn 54 câu 7 trên câu 8 như thế này. Ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán vậy. Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Lời ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài hứa với chúng ta rằng là có những lúc mà Chúa Ngài nóng giận, Chúa ẩn mặt với chúng ta một lúc. Nhưng mà vì lòng nhân từ, vì lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ thương đến chúng ta và Chúa sẽ không bao giờ thay đổi cái lời ước của Chúa, tức là những lời hứa của Ngài với chúng ta. Và tôi công bố trong danh Đức Chúa Christ, hội thánh của Chúa tại đây sẽ được phục hồi trở lại. Sẽ có những người tin Chúa sẽ được trở lại ở trong sự sốt sắng và yêu mến Chúa. Trong những ngày qua tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho hội thánh của Chúa được nhóm lại đông hơn. Những người mà đã tin Chúa họ cũng sẽ được trở lại với hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa sẽ nhóm lại trên 100 người giống như là cái lúc ban đầu. Khi mà Chúa Ngài thăm viếng, Chúa Ngài chữa lành cho nhiều người. Tới nỗi mà cả khu vực này đều biết rằng là tính lành của Chúa là tính lành quyền năng. Cho đến bây giờ nếu chúng ta đi ra ngoài chợ cầu xe, chúng ta hỏi những người mà đã từng nghe tin lành trước đây đó, họ sẽ trả lời với chúng ta là đạo tin lành rất là tốt. Có bệnh gì đó là người ta tìm đến với đạo tin lành, tìm đến với cô ba nè, rồi cũng như đến với lại tất cả những anh chị em ở tại khu vực cầu xe này để xin được cầu nguyện. Đúng không cô ba? Yeah. Cảm ơn Chúa. Danh của Chúa được biết đến nhiều tại khu vực này. Nhưng mà vẫn còn có ít người đến đây thờ phượng Chúa. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cùng với tôi. Dẫu rằng tôi có đi nước ngoài hay là đi đâu chăng nữa thì hội thánh của Chúa tại đây vẫn ở lòng, vẫn ở trong lòng của tôi và tôi vẫn luôn cầu nguyện cho anh chị em. Amen. Yeah. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta luôn nhớ đến lời hứa của Chúa. Buổi sáng hôm nay chính là cái cơ hội để cho chúng ta nhắc lại những lời hứa của Chúa cho đời sống của mình. Amen. Chúa hứa gì với anh chị em chỉ có anh chị em mới biết thôi, và anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con gõ cửa, xin Chúa Ngài mở cửa cho con. Xin Chúa Ngài tiếp trợ về tài chánh của con. Xin Chúa Ngài cho con được có như những gì mà Chúa đã hứa với con trước đây. Và cho dẫu rằng là bây giờ con chưa thấy, nhưng mà con tiếp nhận cho đức tin rằng là con đã có được rồi. Và đó là đức tin của Abraham quý mà cha em. Đi nhưng mà không biết mình đi đâu, và gọi những sự không có như có rồi quý mà cha em. Và đó chính là đức tin mà Chúa Ngài mong muốn cho tôi và chúng ta có được ở trong những ngày này. Đức Chúa Trời không bao giờ quên quý mà cha em. Ngài không có hứa lèo, nhưng mà Ngài hứa thì Ngài sẽ làm thành. Amen. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta luôn nhớ những lời hứa của Chúa. Và hãy nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện. Hãy nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện của anh chị em hàng ngày. Và tôi cũng sẽ nhớ đến thánh của Chúa tại đây để cầu nguyện cho anh chị em. Xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng, ban ơn, gìn giữ anh chị em trong những tháng ngày sắp tới. Khi mà tôi không có thường xuyên đến đây trong một tháng sắp tới, thì anh chị em chúng ta vẫn luôn cầu nguyện, cầu thay cho chính mình và cũng như cho chính tôi. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.